Chào tất cả anh em. Đây là hai mẫu đẩy 4 kênh công suất lớn để cho anh em làm sự kiện đám cưới hoặc là chúng ta chơi những quán bar, phòng trà. Hoặc là anh em muốn những mẫu đẩy công suất lớn như thế này thì đây là hai mẫu đẩy 4 kênh rất là tuyệt vời của bên em. Một cục đẩy rất là dày đúng không ạ? Martin MA 1300. Công suất cho ra là 1300W một kênh ở chế độ 8 ohm nhân với 4. Cục đẩy này chúng ta có thể chơi được rất là nhiều các dòng loa và không hề kén hoa anh em nhé Bát 30, bát 40 Phun đôi bát 40 Rồi là súp hơi ấy, Bát 50, súp kép bát 50 Từ 220 côn 100 Đánh thoải mái luôn à, Với mẫu đẩy mắc Tín M300 này Nó chạy 80 sò là JVK Hàng này em đã bán rất là nhiều rồi À, Martin Audio London Hàng rất là đẹp, mẫu mã rất là đẳng cấp Đến từ thương hiệu Martin em nhé à, Hàng này thì khi chúng ta mua Sẽ được bảo hành lên tới là 1 năm Và lỗi tháng đầu tiên anh em sẽ đổi mới ngay Cân nặng cục đẩy này thì nó cả thùng hộp nó khoảng tầm 45kg à, Rất là phù hợp cho các bác làm sự kiện à, Chúng ta chơi ngoài trời, đấy chơi à, 5 bảy tiếng đồng hồ Nói chung là không bao giờ sợ lóng máy Và không bao giờ sợ bị vỡ tiếng ở trên cục đẩy này Ok chưa? Còn đây cục đẩy trên thì các bác có thể thấy nó lại ngược lại hoàn toàn Nó rất là mỏng, đúng không ạ? Nó mỏng à, Như con mắc tin này nó dày gấp 3 lần cục đẩy à, ở bên trên này con trên là con đến từ thương hiệu lớn Acoustic với model D4150. Con này thì nguồn sung mạch class D. À, công suất cho ra là 500 w một kênh ở 8 ohm. Sản phẩm đẩy D4150 này em đã bán à, rất nhiều trên thị trường rồi, bán rất là nhiều. Và chưa có một bác khách nào phản hồi phản àn về cái mẫu đẩy D4150 này. Tiếng đánh rất là căng, sáng và rất là chi tiết, à, tiếng gọn, chúng ta chơi thoải mái luôn. Và đặc biệt là ưu điểm của cục đẩy này thứ nhất là nó nhỏ gọn đấy rất là nhẹ nhàng để chúng ta đi làm mà uh, sự kiện thì uh, mang vác đi nó rất là nhẹ đúng không ạ nó chỉ có tầm 10 kg thôi và thứ hai uh, anh em mà chơi ở những cái vị trí ví dụ như điện yếu thì uh, đây là một cục đẩy rất là tốt đấy, đáng chơi uh, vì uh, nó có thể chạy điện uh, sấp xỉ từ uh, 110 anh em nhé uh, cho đến 240V Ok chưa ạ Nói chung là điện yếu khỏe tràn à, hết. Đây em sẽ quay mặt đằng sau để cho em cùng xem. À. Từ 100 đấy, điện nó sẽ chạy từ 100 đấy. À. VAC đến 240 VAC, ok chưa ạ? À dải tần đáp ứng từ 50 Hz cho đến 60 Hz. À thì đây là mẫu đẩy rất là ok. À, mặt đằng sau thì nó sẽ có bốn quạt tản nhiệt em nhé. À, sẽ có bốn quạt tản nhiệt 1 2 3 4 và có bốn đường input đó à, sẽ bốn đường input và sẽ có bốn cổng ra loa đây bốn à, cổng ra loa các chế độ gạt panel stereo thì đầy đủ cho tất cả anh em à, và dưới đây là cụ đẩy à, đằng sau cụ đẩy tim ma à, cụ đẩy ma này cũng vậy ngoài ra thì ma này nó có thêm cái cổng linh này có bốn cổng linh à, Thế con d bốn một năm này là không có cổng linh nhưng con dưới này có cổng linh em nhé à, nhưng mà con trên này thì nó có chế độ gạt panel Đấy, cho nên là đánh từ kênh riêng biệt được vẫn thoải mái luôn nó chả khác gì. Đấy, OK chưa? Nhìn hai cái mẫu đẩy này nhìn đằng trước, nhìn đằng sau thì anh em có thể thấy đấy, một con này rất là là mỏng nữa, một con thì khá là dày. Đấy. Chơi thì anh em mà làm sự kiện chơi trên hai cục đẩy này thì quá là hợp lý luôn. À, với mẫu đẩy à, D4150 à, như em nói là 1.500 w thì chúng ta đã chơi được rất là nhiều các dòng loa khác nhau. Ở trên thị trường như full bát 30, bát 40, à, sụp kép, sụp đơn 50, chúng ta chưa được hết ở trên cục đẩy này nhé. À, một mẫu đẩy rất là đẹp, nhìn nó rất là nhỏ nhưng mà về công lực của cục đẩy này nó quá kinh khủng luôn. À, nó còn cao hơn cả con mắc tin này. À, nó lên tới 1.500W này, đúng ạ? con mắc tin này nó chỉ có tầm 1.300W thôi. Và giá thành tất nhiên thì nó sẽ cao hơn con mắc tin này. À, cục đẩy mắc tin 300 thì đang có giá là 10.800.000 đồng, chưa gồm phí ship. Còn với cục đẩy D4150 thì đang có giá là 14 triệu 500 nghìn đồng à, Thì bác Lào mà quan tâm đến hai cái mẫu đẩy làm sự kiện này à, Anh em mà đi show ấy, thì chơi quá là ok luôn à, Mang đi thì đánh thì quá là tuyệt vời à, Anh em mà khỏe mạnh, đúng ạ, điều kiện kinh tế chúng ta à, Chưa có thì chúng ta thể lấy cục đẩy Martin M300 này, đánh rất là ok rồi à, Đánh bao bền bỉ luôn em nhé Nói chung là à, chơi trên cái cục đẩy MA 300 thì anh em yên tâm một cái vấn đề về chất âm. Cái thứ hai là độ bền. Ok chưa ạ? Và hàng của bên em thì bán thì luôn luôn là bảo hành đầy đủ cho tất cả các bác. Còn cục đẩy D4150 thì đây là mẫu đẩy rất là cao cấp, à, rất cao cấp đến từ thương hiệu Lợi Acoustic. Hàng rất là đẹp, tất cả sử dụng chiếc API hết anh em nhé, chiếc API hết và đều có tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả các bác về anh em có thể quét mã rồi, trích bảo hành điện tử Đó, ok chưa mở a một nghìn thì như em nói ban đầu đang có giá là 10 triệu tám trăm nghìn đồng còn d bốn một năm mươi thì đang có giá là 14 bốn triệu năm trăm anh em mà quan tâm thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới ngoài ra thì bên em còn có những cái mẫu đẩy công suất vừa Đấy, như là con như cái cấu hình này này cái cấu hình này hôm nay cũng có Test cho một bác khách hàng thì anh này cũng làm sự kiện đám cưới anh chưa loa bát 30 mươi anh em nhé bác lấy cục đẩy lt ba nghìn sáu và một cục đẩy hai kênh đánh súp là td một nghìn năm trăm hôm nay thì em cũng có test cho bác ấy. À, lt ba nghìn sáu là công suất là 900 trăm một kênh mạch class d nhưng mà con này class d là nguồn xuyến em nhé còn cái con d bốn này là mạch class d nhưng mà nó là nguồn sung Đấy. Còn con dưới TD1500 này là mạch class TD là chuyên chuyên để đánh súp Đấy, sử dụng sò Toshiba à, LT3600 này đang có giá là 9 triệu 500 nghìn đồng Còn cục đẩy TD1500 đánh súp đang có giá là 12 triệu 500 Bác nào quan tâm đến mẫu đẩy này nên hệ trực tiếp với bên em để Đây em tháo ốc ra thì vừa rồi bác cũng gọi điện À, anh muốn xem lỗi thất của cục đẩy LT3600 thì em cũng nhân đây, cũng mở luôn cho các bác cùng xem. Ở đây nó có một lớp cách điện em nhé, lớp cách điện. À, và cục nguồn của chúng nó đây, anh em thấy đẳng cấp không? cùng nguồn con LT3600 này nó quá kinh khủng luôn. À, quá kinh khủng, rất là to đúng không? Tất cả là nguồn đồng hết. À, và sử dụng tất cả là tụ, là tụ bai san em nhé, và khá là nhiều tụ. À, tất cả tụ xịn luôn. À, Tụ này là tụ 160V và lên tới 1800 ma trong những dòng tụ rất là cao hàng đến từ thương hiệu lưới Aquatic mẫu đẩy này nó không sinh nhiệt nhiều chính vì vậy nó cần sử dụng mỗi hai cái thanh nhôm tản nhiệt rất là nhỏ thôi đúng không ạ và duy nhất nó chỉ có một cái quạt duy nhất là chỉ có một quạt làm mát thôi chiều sâu của cụ đẩy thì nó khá là ngắn nó chỉ tầm 35 37 cm thôi thì uh, ok hôm nay uh, giới thiệu nhanh với tất cả các bác về uh, hai cái mẫu đẩy bốn kênh làm sự kiện thì uh, anh em quan tâm đến mẫu đẩy nào liên lại trực tiếp với bên em uh, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo